What's up? Trong 500 anh em đã quay trở lại với tựa game Meta Slum. Và đây là chiến thần TP đến từ sale bao nhiêu nhỉ? 29 anh em. Tại mình nhìn thấy cái level 128 thì tí nữa mình buột miệng nói theo. Thời tiết hiện tại ngoài Bắc đang nóng một cách khủng khiếp anh em ạ. Thời tiết ngoài Bắc đang nóng một cách khủng khiếp và trong game cũng nóng không kém với chiến thần TP rồi. Và tiếp tục một clip nữa mà bác ấy gửi cho mình anh em có thể xem. Đó là clip gì anh em hãy theo dõi giúp mình nhá. Đây, thời điểm hiện tại anh em thể nhìn thấy đáng sợ không? Hỏa lực đội ở level 128 là 3.125.412k. Cú kích mắc rồi nha anh em nhé. Nó lên cái chỉ số PE là mắc rồi anh em. Cú kích mắc rồi. Đang cầm mình khẩu Venus 4 sao. Tiếp theo là gì nhỉ? Lilith cầm cho mình khẩu gì nhỉ? Bazooka. Khẩu Bazooka thời khắc kỳ dị 4 sao. Và đây là Ame đang cầm cho mình khẩu Kun Nebula 5 sao nha anh em nhé. Và chúng ta cùng xem là thế cái khẩu ấy đâu nhỉ? Cái khẩu khẩu lửa mới đâu nhỉ anh em nhỉ? Đây. Thì chính xác nó là đây các bạn. Khẩu Star Dancer đây nhá. Lại mua thêm 40.000 nữa, mua 200. 40.000 này, 80.000 này nhá. Ui giời ơi. 80.000 rồi, 120.000 này. Tiếp theo này. 120.000, 160.000. Rồi anh em mua 160.000 rồi. Tiếp theo 200k, vâng, mua 200k kim cương rồi. 240k. Vãi lọ thật. Tổng là mua 240k. Ui ôi, đây nữa 280k anh em. Khốc liệt thật sự anh em nhé. Và đây là khẩu Star Dancer 1 sao của chiến thần TP. Em nhìn thấy đang có 1.700, hơn 1.700 lõi anh em nhé. Hơn 1.700 lõi. Và 9.999 lượt quay. Xem chiến thần quay tầm như nào anh em nhé. Hôm nay xong quay bao nhiêu lần anh em nhé. Sướng nhỉ. Đúng là thế nào nhỉ, nói như là đúng kiểu người giàu khác đúng không, tiêu tiền không tiếc tay, đam mê. Mà khi họ đã đam mê thì không suy nghĩ gì cả đúng không. Chúng ta mẹ chơi game còn phải suy nghĩ nạp từng đồng từng hào. Đây mẹ anh ung chiến thần TP này làm phát thích là chơi thôi, thích là chiến thôi đúng không. Cảm thấy gì nhỉ, khẩu Star Dancer 1 sao vẫn đang yếu đúng không, lên luôn. Cảm thấy khẩu Star Dancer nó đang khá yếu nên là quay tiếp rất chiến anh em nhá. Mua 1.700, hơn 1.700 này chắc phải tầm khoảng 2.000 lõi quá thôi nhá. Điều đó lại tiêu tiếp lại up, không biết là lên mấy sao này nhá. Quan trọng là chúng ta thích mấy sao mà thôi đúng không. Mình nghĩ là bác chiến thần TP đến từ server 29 này, quan trọng là thích mấy sao mà thôi. Thích 2 sao, 3 sao hay 4 sao hay thậm chí 5 sao cũng thừa khả năng có thể lên được. Quan trọng là họ thích đến cái tầm nào mà thôi đúng không nhỉ. Tầm nào là đủ của chúng ta. Chúng ta cùng xem tầm nào đúng. Nếu cảm giác 2 sao vẫn yếu quá thì có thể lên 3 sao. 3 sao yếu quá vẫn lên 4 sao. Hoặc thậm chí lên 5 sao đấy, chuyện quá bình thường. Chúng ta quay nào nhé. Đang có thiếu 70 mảnh nữa lên 2 sao. Có 50 mảnh rồi. Lấy 20 mảnh nữa. Vẫn chưa đủ rồi anh ạ. Vẫn chưa đủ lên 2 sao rồi anh ạ. Vẫn chưa đủ lên 2 sao rồi. Mình mà quay này, mình quay từng cái một, mình ngồi mình xem từng cái một xem nó những phần thưởng gì. Nhưng mà không, chiến thần TP giờ không thèm xem nữa anh em. Quá nhàm chán rồi được không? Chỉ có chúng ta thôi. Nếu mà lần đầu được quay cái này xem. Có lẽ sẽ quay từng cái một để hy vọng nó sẽ nhận được mảnh luôn đúng không nhá. Còn hơn là nhận được cái đá tinh thần kia. Ấy, thiếu 15 mảnh nữa. Rồi, vậy là khẩu này đã lên 2 sao rồi các bạn nhé. Khẩu này đã lên 2 sao rồi. Đó, chính thức lên 2 sao anh em nhá. Đốt. Star Dancer lên 2 sao. Ấy, mưa đạn, kích hoạt hiệu ứng mưa đạn anh em nhá. Đặc tính lưỡi cưa nó sẽ quay, nó sẽ đi bay nhanh hơn. Từ số 2 về số 4 anh em nhá. Quay liên tục luôn. Ồ, vậy là có quay tiếp hay không anh nhỉ? Tiếp tục quay. Còn đang hơn 700 gì nhỉ? Cái lõi vũ trụ nữa mà tiếp tục quay. Từ 1 sao lên 2 sao tốn 100 mảnh. Từ 2 sao lên 3 sao tốn 100 mảnh. Từ 3 sao lên 4 sao là tốn 200 mảnh. Và từ 4 sao lên 5 sao là tốn 300 mảnh anh em nhá. Đấy dành cho anh em là chưa biết về cách lên sao trong súng. Khốc liệt nhỉ. Cảm giác cũng sướng nha. Cảm giác sướng thật sự anh em ạ. Đủ không anh em? Đủ không anh em? Tí mình sẽ thử trừ đi cái số lần đã biết anh em nhé. Hiện tại đang quay được 8.000
bình thường là chúng ta sẽ mắc, bình thường ở trong game chúng ta sẽ mắc là 9999 lượt quay, thì bây giờ bác ấy đang quay được còn có về toàn về 8001 rồi nhỉ, à về 8004 nhỉ, phải là một con số nó kinh khủng lắm rồi đấy. Bao nhiêu lần tí trừ thì chúng ta sẽ biết thôi, lúc nào để xem lên được 3 sao thì ta sẽ trừ đi, chúng ta sẽ biết. Rồi về 8002 rồi các bạn, sẽ được mua được bao nhiêu mảnh này, hết rồi nhỉ, 316 cái đá vụn tinh thần, 316 đổi được 50 mảnh, vẫn thiếu à, vẫn thiếu anh em ạ, vẫn thiếu, vẫn chưa up được, tiếp tục mua thêm 200 lõi nữa. Ủa, mua hết kim cương rồi anh em ạ, dã man, mua hết sạch ruby luôn, chúng ta gọi là ruby nha anh em nhé, cái xanh gọi là sapphire, kim cương đỏ, mua hết sạch luôn anh em, không còn một đồng nữa luôn. À, mình sẽ dừng lại cái này cho các bạn xem. Giờ quay hết đi, xem tổng quay bao nhiêu lần. Ui, về con số 8.000 rồi các bạn. Quay hơn 1.000 lần rồi nhỉ, sợ. Không biết còn 9 lần nữa bác ấy có quay nữa hay không nhỉ. 23 mảnh, 20 mảnh, vẫn thiếu. Vẫn thiếu cho anh em nhé. Vẫn thiếu. 7.929 anh em ạ. Đây, chốt lại là đây cho anh em nhé. Mình sẽ trừ đi cho anh em xem. Mình sẽ lấy cái con số là 9.999, 9.999 trừ đi 7.929. Ui, quay 2.070 lần anh em ơi. Đây, anh em nên nhìn thấy. Quay 2.070 lần đấy anh em. Quay đúng 2.070 lần đấy anh em nhé. Lên được 3 sao, từ 1 sao lên 3 sao anh em. Chắc là bác cái dừng lại đây rồi. Đó. Anh em thì nhìn thấy. 3 sao. Úi giời ôi. Úi giời ôi. Stardancer 3 sao. Bộ số DPS từ 381.2 lên 401.9. Tăng cấp thuộc tính vũ khí 12% nữa. Tấn công từ 1350 lên 1650. Bạo kích từ 3.5 lên 4%. Và sát thương đơn thì vẫn vậy anh em nhé. Và 3 sao nó sẽ kích hoạt thêm hiệu ứng là mưa đạn cường hóa. Anh em có thể đọc. Mỗi khi mục tiêu nhận sát thương của đao, sát thương đao nhận được trong 8 giây sẽ tăng thêm 5%. Đó. Ấy. Anh em nhìn thấy không? Duy trì thêm sát thương nên anh em nhá. Đó, và tối đa là 50%. Mỗi khi mục tiêu nhận sát thương của đao nhận được trong 8 giây sẽ tăng thêm 5% nữa và tối đa là 50%. Có nghĩa là chỉ cần mục tiêu dính sát thương thôi, dính sát thương thôi là kiểu gì cũng súng cũng tăng đam lên anh em nhá. Đó. Đấy. Ghi chép thành công. Star Dancer 3 sao. Úi giời ôi. Ngầu quá, đẹp quá. Đợi nó thức tỉnh lên nữa thì thôi. Úi giời ôi. Nó đã thành úi giời ôi luôn đấy anh em nhá. Anh em nhìn vậy. Chuyên gia quân bị phút rồi anh em. 502, 505, 06, 07. Úi giời, úi giời ôi. Điểm quân bị 510 đi ạ. 510 điểm quân bị. Ấy, nhìn dàn súng đẹp, nhìn dàn súng xem, mày ước ao của biết bao nhiêu người, chỉ cần một khẩu thần thoại thôi, đây tận 5 khẩu thần thoại anh em ạ, nhìn dàn súng mà xem, nhìn dàn súng mà xem anh em ơi, ôi trời ơi, sao mà nó mê mẩn đến thế, thay vào rồi anh em, một chuyến giảm đi luôn, vì thay khẩu Nebula. Thay khẩu Nebula nên lực chiến giảm xuống nha anh em nhé. Được, vì khẩu Nebula 5 sao thì phải 4 đến 5 sao vậy. Ui, đi luôn gì đây. Ừ, chúng ta cùng nhìn xem đây là khe đứt ải mấy vậy anh em. Nhanh quá mình không kịp nhìn đây anh em. À, lạc lối. Lạc lối ải 7 anh em ạ. Đây anh em nhìn thấy đấy. Đang đi ải lạc lối ải 7. Chúng ta cùng xem chiến thần đi luôn lạc lối ải 7 nha anh em. Đó. Đi lạc lối ải 7 với đây là khẩu Nebula đấy chứ. Ờ đây là khẩu Nebula đấy chứ. À đâu, khẩu Stardancer anh em ạ. Đây các bạn nhìn thấy là đây anh em nhìn thấy này, đang chọn thiếu
đang thiếu một cái ba cái đang chọn thiếu một cái rất nhanh nhàng nhé, đúng không? Cái chuyên môn bay thì đang thiếu một này, chuyên môn triệu hồi cũng thiếu một này, sấm sét lại cũng thiếu một này, đấy đúng không? Nếu phải ít nhất là một trong hai cái này, ít nhất phải một cái mắc, hai cái mắc lên thì hợp lý hơn, đúng không? Ít nhất sấm sét 4 thôi, chuyên môn sấm sét 4 và chuyên môn bay 8 thì nó hợp lý, đúng không nhá? Nhưng thôi dù sao thì cùng xem gì nhở, ame bắn bot nha các bạn nhé. Ấy, rồi, các bạn nhé. Đúng là tăng sát thương với hai ấy, nhỉ? Có một cái này có mà lên 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 không trung liên tục nhỉ? Ame đi với khung kích và gì nhở, Lilith hợp lý ở điểm này anh em. Chung Ame tầm này anh em cho đi với Lilith là hợp lý nha anh em nhé. Còn lại có thể là khung kích hoặc là gì nhở, khung kích hoặc là gì nhở, hoặc là cái gì nhở, hoặc là dâu cũng được nhé các bạn, nhưng mà chắc đi khung kích to hơn, đi khung kích to hơn. À, mầm lúc lên xuống nhá, quan sát thương rồi nhanh cho mình cảm giác rồi nhanh này. Nếu mà có gì nhỉ, 8 cái bay có lẽ còn đánh hướng nhũ mình này, đúng không? 8 cái bay có lẽ còn đánh hướng nhũ mình, đúng không? 8 bay thì có lẽ mình nghĩ còn đánh hướng nhũ. Đây là đang lấy lỗi cái chuyên môn triệu hồi thừa là hơi nhiều, đúng không? Thứ hai là cái bút ở trên này nó vẫn đang thiếu nha anh em nhá, đúng không? Cái bút ở trên nó đang thiếu nhỉ, nhưng thật sự là quá khủng khiếp là nhiều chiến thần rồi, đúng không? Hiện tại đã đi lại 7 rồi, nó khiền hơn này ạ. Vì clip này bác ấy gửi cho mình cách đây 2 ngày thì mình vẫn chưa kịp lên cho anh em, hình như là 1 2 ngày gì đó mình vẫn chưa kịp lên anh em, hôm nay mới kịp lên anh em. Đây, hiện tại ở trong cái bảng xếp hạng lực lối là với vực sâu ở cái cụm server này thì các bạn nhìn thấy là có đang chiến thần TP với i7 chương 7. Có Lilymel chương 6 nha anh em nhá. Và ông ẩn danh chương 5. Đó. Hai ông khủng khiếp. Đó anh em nhá, ok nhá, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Một clip với khẩu gì nhỉ, khẩu ấy, khẩu ne, khẩu gì nhỉ, Star Dancer 3 sao anh em nhá, quá ngầu, không có gì tuyệt vời hơn nữa dành cho chiến thần TP thôi anh em. Bây giờ tôi thật anh em vào kích bác vài câu, khi bác ông chiến đồng TP ông lên luôn mẹ với 5 sao anh em. Anh em tha hồ được người gọi là gì ạ? Chiêm ngưỡng nha anh em nhá, đúng không? Anh em tha hồ được chiêm ngưỡng mẹ về gì nhỉ? Star Dancer 5 sao, sau này nó thức tỉnh lên nữa thì nó lại thuộc dạng bố khủng khiếp. Thì hiện tại này mình vẫn nghĩ khẩu Star Dancer này chưa bút nhiều đâu anh em. Chắc là đầu tầm khoảng 1 2 tuần nữa nó sẽ bút sức mạnh lên kiểu mức tối đa như với anh em ấy. Tha hồ mà lưu anh em, tha hồ mà gì nhở, thưởng thức nha anh em nhá. Ok, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again, bye bye.